Sự thật tàn nhẫn đằng sau món súp vi cá đắt đỏ nhất nhì thế giới. Trung Quốc là nước tiêu thụ vây cá mập trái phép nhiều nhất trên thế giới. Họ sẵn sàng đánh bắt và giết chết hàng triệu con cá mập chỉ để lấy vây của chúng như nguyên liệu được dùng trong món súp vi cá cung đình. Việc tiêu thụ trái phép các sản phẩm liên quan đến cá mập không phải là vấn đề mới nổi gần đây. Nó xuất hiện và gần như trở thành một vấn nạn săn bắt toàn cầu. Một số bộ lạc đánh bắt cá mập để phục vụ cho những nghi lễ cổ xưa của họ. Còn ngày nay, người ta đánh bắt cá mập vì lợi ích tính bằng vàng và đô la mà nó mang lại. Nhưng người ta không biết việc sống còn của loài cá này liên quan đến việc duy trì cả một hệ sinh thái phức tạp dưới lòng đại dương. Nếu chúng tuyệt chủng, nhiều sinh vật dưới biển khác cũng sẽ tuyệt chủng theo. Gary Sorges, một phóng viên của Hiệp hội Bảo tồn Động vật Biển nói rằng, ông gần đã sống ở Hồng Kông được gần 20 năm và trong suốt thời gian sinh sống ở đây, chưa bao giờ ông thấy vây cá mập được bày bán công khai như ở đất nước này. Người dân ở đây thậm chí đã được cha mẹ chúng truyền lại nghề kinh doanh vây cá mập từ đời này sang đời khác. Việc lấy vây của cá mập được tiến hành như sau. Đầu tiên, chúng bị bắt và kéo lên các thuyền lớn. Ở đó, người ta có sẵn những con dao sắc nhọn để cắt vây của chúng ra khỏi cơ thể. Sau khi hoàn tất xong công việc mang rợ đó, họ thả những con cá mập về lại biển để chúng chảy máu cho đến chết. Một vài con vẫn còn sống nhưng không thể bơi được nên cuối cùng cũng yếu và chết dần. Sau mỗi cuộc đi săn vây cá mập, người ta lại chất đầy thành phẩm vào những container và trở về đất liền. Vây của chúng được dự trữ trong những kho hàng hoặc đem phơi khô trên các nóc nhà cao tầng. Một hình ảnh được chụp từ trực thăng khiến người xem không khỏi kinh ngạc khi vây cá mập được phơi dàn trải chi chít nhau trên sân thượng của một chung cư lớn. Như xem ra, việc này có vẻ là bình thường với những người dân ở đây, họ gần như đã quá quen với điều đó.